Mình xin chào các bạn nha Nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ khắc phục cái tình trạng đó là điện thoại Android của các bạn không thể kết nối vào điểm truy cập Internet nha à, Cụ thể ở đây thì mình đang có hai chiếc điện thoại Các bạn thấy là có cái hình nền mình để giống hết nhau luôn Bên tay trái của mình là chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra Và bên tay phải là chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus Và hai chiếc điện thoại này thì mình cùng kết nối vào một điểm Wi-Fi Đây mình sẽ bấm vào cho các bạn xem Mình sẽ vào phần cài đặt và mình chọn là phần kết nối các bạn thấy là hai chiếc điện thoại này đều kết nối vào cùng một điểm Wi-Fi và mình bấm vào Đó. ở bên đây thì mình sử dụng internet bình thường nó ghi là đã kết nối và các bạn để ý cái biểu tượng cái cột à, sóng này nó có cái biểu tượng à, dấu mũi tên đi lên và đi xuống có nghĩa là chúng ta đang có mạng rất là ổn định và khi mà mình bấm vào phần cài đặt như thế này các bạn thấy tốc độ mạng cực kỳ cao và nó cực kỳ ổn định tuy nhiên thì bên đây nó lại ghi là à, đã kết nối mà không sử dụng internet và các bạn thấy là ở bên cạnh cái biểu tượng wi uh, wifi này nó có sẽ có một cái dấu chấm than và đó chính là cái dấu hiệu để cho các bạn biết là wi uh, wifi chúng ta không hoạt động và cái mạng wifi các bạn kết nối đến là nó sẽ không có tín hiệu mạng cụ thể đây là các bạn nhìn thấy vậy thì nguyên nhân tại sao nó lại xảy ra cái tình trạng trên thì mình sẽ chỉ các bạn một vài những cái cách khắc phục cái tình trạng trên nha đầu tiên thì mình sẽ thử đổi sang một cái mạng mới đây mình sẽ kết nối sang một cái mạng khác nha ở bên đây mình cũng sẽ tìm kiếm tương tự đó nó ghi là không kết nối được bên đây mình sẽ kết nối lại cho các bạn xem đây mình nhập đúng mật khẩu nha đó các bạn thấy là bên đây mình đã kết nối thành công và nó có luôn tín hiệu mạng ở đây tuy nhiên thì bên này nó lại ghi là không kết nối được bây giờ mình sẽ thử mở tiktok lên Uh, Tiktok thì các bạn lưu ý là đối với Tiktok và Facebook Thì có thể là nó sẽ sử dụng cái dữ liệu uh, video đã lót từ trước Cho nên là kể cả khi trong trường hợp là các bạn không có mạng Hoặc là không có kết nối Internet Thì các bạn vẫn có thể là xem được một vài những cái video nha uh, Để kiểm chứng rõ ràng nhất thì chúng ta sẽ vào Youtube đi Đó Ở đây các bạn có thể tải video Youtube bình thường uh, Mình sẽ bấm vào một video đi Đây, mình chọn video này rồi ở bên đây thì mình sẽ mở youtube cho các bạn xem các bạn thấy là nó không hoàn nó không hề có mạng luôn đây ở bên đây thì hoàn toàn là không kết nối được nha không hề có tín hiệu đó và mình sẽ chỉ các bạn cái cách khắc phục nha rồi ở bên đây thì cách bạn khắc phục rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần vào cái phần cài đặt trên thoại samsung cho mình các bạn vào phần kết nối ở đây thì các bạn sẽ để ý nó sẽ có một cái mục đó là cài đặt kết nối khác các bạn chọn vào và trong cái phần đó là DNS riêng tư này thì các bạn chọn cho mình một cái phần là tắt hoặc là tự động nha các bạn nhấn vào phần lưu rồi các bạn sẽ để ý ở đây đó nó có lại tín hiệu mạng rồi và bây giờ mình sẽ thử lót lại cái ứng dụng YouTube xem đó các bạn thấy là nó sẽ lót lại bình thường và bây giờ thì nó có thể là mở được bình thường nha rồi và đó chính là cái cách để các bạn sẽ khắc phục tình trạng đó là điện thoại android các bạn không kết nối được cùng một điểm uh, wi-fi mặc dù là các bạn sử dụng những thiết bị khác thì có thể là kết nối bình thường nha